Hello, xin chào các bạn. Đây chắc cũng là lần thứ hai, thứ ba gì đó mình ngồi trước ống kính và làm một cái vlog chia sẻ với các bạn. Thì bữa ngày hôm nay mình chia sẻ về sự phân biệt giữa Suzuki Bandit và Honda CB150 Vectra. Thì để phục vụ cho những anh em và các bạn có nhu cầu kiếm một cái chiếc xe để phục vụ là chở gia đình mà vẫn giữ được cái sự khỏe khoắn, thể thao để đi tour, đi phượt, thì ngày hôm nay mình sẽ phân tích những cái thông số về hai cái dòng xe này để xem nó có sự khác biệt gì và nó có đáng tiền để cho các bạn mua hay không, để các bạn là kiếm một cái chiếc xe phù hợp với lại nhu cầu của mình. Xin mời các bạn cùng xem. Phân tích từng phần nha các bạn, gồm có khoảng 4 phần. Thứ nhất là kích thước xe, thứ hai là động cơ, thứ ba là truyền động và thứ tư là khung sườn. Về kích thước của xe, đầu tiên là nói về dài, rộng và cao. Đối với Bandit 150, lần lượt là 2000 x 745 x 1035. Còn đối với CB 150 Vectra, thông số là 2056 x 742 x 1054. Về độ cao yên của xe, Bandit là 790 và Honda Vectra là 773. Như vậy là độ cao yên của Bandit nó sẽ cao hơn các bạn nha. Khoảng cách giữa trục bánh xe đối với Bandit là 1300 và đối với CB150 là 1318. Khoảng cách gầm xe thì Suzuki Bandit là 150, còn Vectra thì nó sẽ cao hơn khoảng 6 ly, tức là 156. Và một cái điểm quan trọng nữa là trọng lượng của xe. Đối với Suzuki Bandit là 135kg, Honda Vectra thì nó sẽ nhẹ hơn, là chỉ có 129kg thôi đối với bản mâm đúc. Còn đối với bản vành nan hoa là nó chỉ có là 128kg. Tình hình nhận xét chung là con Vectra này nó sẽ nhẹ hơn, chiều cao yên thấp hơn, nhưng khoảng sáng gầm nó cao hơn Bandit 6 ly, chiều cao khoảng 1m6 thì chống chân cực kỳ thoải mái. Sẵn mình nói luôn về giá cả tại nơi sản xuất, cả hai đều sản xuất tại Indo, là đối với Bandit là giá là 43.894.000, còn Honda CB150 Vectra là 32.768.000. Như vậy chênh lệch là khoảng 11.125.000. Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích từng phần nữa tại sao nó có sự chênh lệch tiền như thế này. Về động cơ, thứ nhất là loại động cơ đối với Bandit là DOHC 4 van 1 xi lanh làm mát bằng dung dịch, còn Honda Vectra là SOHC 2 van 1 xi lanh và làm mát bằng không khí. Thì mình có nhận xét đối với cái động cơ của Vectra như vậy, SOHC và nó làm mát bằng không khí thì nó sẽ làm giảm trọng lượng của xe. Tiếp theo là đường kính và hành trình piston đối với Bandit là 62 x 48.8, còn Vectra là 57.3 x 57.8. Dung tích xi lanh đối với Bandit là 147.3 cm khối, còn đối với Vectra là 149.15 cm khối. Công suất tối đa đối với Bandit là 19.2 mã ở cái dòng tour là 10.500 vòng, còn đối với Vectra là 12.86 mã lực tại 6.000 vòng. Mô men xoắn cực đại đối với Bandit là 14 Nm tại 9.000 vòng, còn Honda Vectra là 12.73 ở dòng tour 6.000 vòng. Nhận xét Vectra đề ba mạnh, còn hậu thì sẽ yếu hơn Bandit. Công suất tối đa và mô men xoắn cực đại nó sớm hơn Bandit. Tiếp theo là về tỷ số nén, đối với Bandit là 11.5 trên 1, còn đối với Honda Vectra là 9.5 trên 1. Như vậy Bandit nhiên liệu cháy nó sẽ triệt để giúp động cơ khỏe hơn, nhưng đồng thời nhiệt độ buồng đốt nó sẽ tăng nhanh hơn so với Vectra. Bandit cần phải có hệ thống làm mát bằng dung dịch. Còn về hệ thống cung cấp nhiên liệu là cả hai đều dùng phun xăng điện tử nha các bạn. Hệ thống khởi động thì cả hai đều có đề và giò đạp,
Riêng đối với Suzuki Bandit nó sẽ tân tiến hơn, ấn một lần và xe sẽ tự đề. Còn về dung tích nhấc máy thì Bandit là 1,3 lít, còn Vezza là 1 lít. Như vậy, Vezza sẽ đỡ tốn nhớt hơn Bandit. Tiếp theo là về truyền động. Thì loại truyền động đối với Bandit là hộp số 6 cấp, còn Honda Vezza là hộp số 5 cấp. Riêng đối với về nhông sinh dĩa thì Bandit là sử dụng nhông trước 15, dĩa sau 45, xài loại sên O-ring. Còn Honda Vezza là nhông trước là 14 và dĩa sau là 41, dùng sên không phốt. Vezza sên nó sẽ mau giãn và phải tăng sên sớm hơn Bandit rất là nhiều. Và sẵn mình nói luôn về cái tỷ số truyền của Bandit là sẽ được là 3, tức là 45 chia 15 là 3. Còn đối với Honda Vezza là 41 chia 14 là 2.9. Bandit làm như vậy để khắc phục cái tình trạng là đề ba yếu. Còn Honda Vezza cơ bản là đề ba nó khỏe rồi, do đó cái tỷ số truyền nó sẽ giảm lại để nó lấy cái phần tốc độ về sau. Loại khung sườn thì Bandit nói là sử dụng cấu trúc hình kim cương, còn Vezza là thép kim cương. Nhưng mình nhận xét thì cái cấu trúc khung sườn của Vezza dễ gắn chống đổ hơn và có sự đa dạng về chọn lựa hơn Bandit. Loại yên thì cả hai đều dùng yên liền, nhưng cảm quan của mình thì yên Vezza có vẻ to hơn Bandit nên có thể là ngồi sẽ sướng hơn. Về hệ thống phanh, đối với Bandit thì phía trước là dùng cái phanh đĩa lớn, phần sau thì cũng là phanh dĩa. Đối với Vezza thì phanh trước là phanh dĩa nhưng mà nhỏ hơn Bandit, phanh sau là phanh tan trống. Nhận xét Vezza hệ thống phanh hiệu quả sẽ nhỉnh hơn so với Bandit và dĩ nhiên bảo trì nó cũng sẽ cực hơn Bandit. Đối với hệ thống giảm sóc thì đối với Bandit phía trước là giảm sóc telescopic, phía sau là phuộc mono của Showa. Còn đối với Honda Vezza phía trước cũng là telescopic, còn phía sau là dùng phuộc đôi cũng của Showa. Nhận xét Vezza chở nặng tốt hơn Bandit vì nó có hệ thống phuộc đôi. Còn về mâm xe, đối với Bandit thì sử dụng mâm đúc, còn đối với Honda Vezza thì là sử dụng mâm đúc hoặc là nan hoa. Tiền nan hoa đi đường xấu nó sẽ tốt hơn và cái dáng nó sẽ cổ điển hơn. Về kích cỡ vỏ xe, đối với Bandit thì sử dụng loại lớp không sâm cũng giống như Vezza, chỉ khác về kích thước lớp. Phía trước thì đối với Bandit là 90/80/17, còn phía sau là 130/70/17. Đối với Honda Vezza, phía trước là 80/100/17, còn phía sau là 190/17. Như vậy, bánh xe của Vezza nó sẽ nhỏ hơn và ít có ngầu hơn Bandit. Về cái hệ thống đèn thì đối với Bandit, đèn pha trước là dạng LED có nút passing, còn đèn hậu thì là halogen, đèn chiếu biển số là đèn LED. Đối với Vezza thì đèn pha là halogen nhưng mà nó không có nút passing, được cái là sử dụng điện bình, còn đèn hậu thì vẫn là dùng halogen. Nhận xét Vezza không có passing là điểm trừ, nhưng đèn pha sử dụng với điện bình nó lại là một cái điểm cộng để cho những bạn nào có nhu cầu độ chế đầu đèn. Tiếp theo là đồng hồ công tơ mét. Bandit 150 thì sử dụng cái đồng hồ kỹ thuật số LCD toàn phần, báo rất là nhiều thông tin. Riêng đối với Vezza thì nó không có báo số, cũng không có báo dòng tua máy, không có báo quá nhiệt. Nhìn nó giống như là đồng hồ của CRF 150 các bạn. Như vậy đồng hồ của Vezza ít thông số hơn, nó sẽ giảm cái sự tiện dụng. Còn về phần tay lái, tay lái của Bandit thì thấp kèm với lại cái gù ghi đông, do đó nó sẽ giảm được cái độ rung. Còn đối với Honda Vezza 150, ghi đông nó sẽ cao hơn nhưng nó sẽ không có gù ghi đông. Nhận xét thì Vezza ngồi thế lái cao thoải mái khi đi đường dài hoặc là vô những cái cung đường gồ ghề. Còn về dung tích bình xăng, Suzuki Bandit là 11 lít, Vezza là 12,2 lít. Và một cái điểm trừ của Vezza nữa là cái nắp bình xăng là nắp rời các bạn. Nắp rời thì nó dễ bị rớt. Tiếp theo là hệ thống khóa thì cả hai đều sử dụng là chìa và có cái nắp đập. Còn về bình ắc quy, đối với Bandit 150 thì 12V 5Ah. Bình của Vezza thì cũng là bình ướt kính khí 12V 3.5Ah. Như vậy dung lượng ắc quy của Honda Vezza nhỏ hơn Bandit. Bugi thì cũng khác nhau. Đối với Bandit là MR8E-9, còn đối với Vezza là CBR
9 EA gạch 9. Tiếp theo là về gác chân. Trước sau, đối với Bandit là loại thể thao, nó khá nhỏ, còn Vexa là 150, là sử dụng to bản. Như vậy, Vexa để chân thoải mái cho người lái lẫn hành khách, bù lại nó sẽ ít cái độ ngầu hơn. Còn về chân chống thì cả hai đều có chống đứng và chống nghiêng. Nói tới đây không biết các bạn đã hình dung ra được gì chưa? Và mình xin kết lại như sau. Đối với Suzuki Bandit 150 là phân phối chính hãng, tương đối dễ mua phụ tùng, cái lượng thợ chuyên về dòng su thì ít. Thứ hai là độ chế mod lên cái dạng ADV hoặc cà phê hoặc các dạng khác đều được, nhưng mà các bạn phải vắt não suy nghĩ. Cái thứ ba là gắn khung chống đổ vẫn được, nhưng các bạn phải tính toán thật là kỹ. Thứ tư là nó mang cái tính thể thao, cá tính và ăn hậu đua bơi. Còn đối với Honda Vexa 150 là phân phối tư nhân, đồ Honda bây giờ cũng không tới nỗi quá khó kiếm, nhưng các bạn phải tự thân tìm nguồn. Một điều nữa là xe Honda nó dễ sửa hơn Suzuki, vì Honda nó sẽ phổ biến hơn. Thứ hai là dễ độ chế, dễ mod lên dạng ADV hoặc là cà phê, dễ gắn chống đổ, lên thùng ADV thì bao ngầu luôn, và chở nặng tốt, đề ba đốp. Đó là một điểm mình khá là thích trên cái Honda Vexa 150 này. Bandit 150 cá tính, đua bơi khỏe, vừa chơi xe vừa làm thợ sửa xe, dáng thể thao, cho nên là các bạn ngồi nó sẽ hơi mệt hơn xe rim một chút xíu. Còn đối với Honda CB 150 Vexa, tiết kiệm, dễ xài, dễ độ, hư máy dễ sửa, thế lái ngồi nó sẽ khỏe hơn Bandit. Và cả hai đều giống như nhau là đều chở cả nhà hay chở cả thế giới tạp hóa đi được. Đó, thì đó là một cái bản phân tích giữa Bandit và Honda CB 150 Vexa. Các bạn sẽ chọn xe nào? Nếu như mình thì có lẽ mình sẽ nghiêng về Honda Vexa 150 hơn, tại vì cái yên nó sẽ rộng hơn, đề ba nước đề nó sẽ khỏe. Tại vì khi các bạn chở nặng, chở gia đình thì điều tất yếu các bạn là sẽ cần một cái yên thật ngồi nó sướng, rồi xe cái đề ba phải khỏe để tải nặng đó. Còn nếu như các bạn không có chở gì nặng nhiều, các bạn mê tốc độ thì các bạn có thể chọn đến là Suzuki Bandit 150. Ok, mua xe gì thì do các bạn tự chọn. Hy vọng video này sẽ mang đến cho các bạn những cái thông tin bổ ích để các bạn có những cái quyết định đúng đắn. Xin chào và hẹn gặp lại.